Ok, xin chào các bạn. Chúng ta sẽ có được phiên bản G-Shock dây vải sẽ được mở hộp trong video clip ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có được G-Shock dây vải cho dòng GM2001 là G-Shock bát giác với vỏ kim loại. Và chúng ta sẽ có được một bộ dây vải với phong cách phối màu quân đội. Và đây sẽ là một cái phiên bản mà các bạn yêu thích GM2001 chúng ta không nên bỏ qua trước khi chúng ta cân nhắc một phiên bản GM2001 khi mà chúng ta lên tay nha. Rồi, chọn bộ thì nó vẫn không có gì khác biệt nhiều so với cả những chiếc G-Shock truyền thống cả. Module máy của chúng ta vẫn là 5611 chung của GM2001. Đấy. GM2001 và GA2001 thì chúng ta sẽ cùng chung một bộ module máy và chúng ta sẽ có được cái thẻ bảo hành quốc tế. Cái này thì mình cũng đã nói rất là nhiều rồi. Và ở chúng ta vẫn sẽ có được cái hộp thiếc để lục giác này, rất là quen thuộc. Chọn bộ thì các bạn khi mà chúng ta mua thì cũng sẽ nhận được đầy đủ như thế này nha. Rồi, mở hộp ra thì chúng ta sẽ có được một em GM2001 rất là mê. Đấy, các bạn mà chúng ta yêu thích những cái phiên bản nó nâu nâu, quân đội, đa dụng một chút thì chúng ta sẽ không thể bỏ qua được cái phiên bản này. Ok, mình sẽ bóc cái seal này ra để show cho các bạn được một cách tốt hơn. Đó. Rồi, xin chào các bạn, với GM2001 là C5A. Ở đây thì chúng ta sẽ có bộ 3 bộ sưu tập, bộ 3 phiên bản cho cái bộ sưu tập G-Shock và dây vải này. Chúng ta sẽ có GM C5A, GM CB3A, GM2001 CB1A, có 3 phiên bản tất cả. Thì chúng ta sẽ có những cái phối màu khác nhau, như là ở đây chúng ta sẽ có màu dây nâu này, còn những cái phiên bản màu xanh olive và phiên bản màu dây đen nữa, thì nó cũng sẽ rất là đẹp. Và Belo cũng sẽ mở hộp riêng từng cái một để các bạn có thể chiêm ngưỡng một cách kỹ càng hơn. Ở cái phiên bản GM2001 C5A này thì chúng ta sẽ được trang bị cái bộ dây vải này, bộ dây vải màu nâu cát này, rất là đẹp này, các bạn có thể thấy ở đây. Dây vải màu nâu cát rất đẹp. Và các bạn cũng sẽ thấy là chúng ta cũng có được cái cấu trúc dây chốt hở này, cũng giúp cho chúng ta thay dây rất là dễ dàng. Các bạn chỉ cần lấy cái toner vít, các bạn gạt cái chốt này xuống, và sau đó là các bạn dễ dàng chúng ta bung dây ra. Và GM2001 C5A này thì nó sẽ hoàn toàn tương thích với cả những cái bộ dây nhựa truyền thống của GM2001. Các bạn chúng ta khi mà chúng ta chán đeo dây vải rồi, chúng ta hoàn toàn có thể mua thêm một bộ dây của GM2001 hay là GA2001, chúng ta thay vào đều được. Rồi, và tương tự như là GM2001 1A thì chúng ta vẫn sẽ có một cái bộ vỏ thép trắng như thế này, với hai kiểu phay xước, đó chính là phay xước ở mặt trên và đánh bóng ở các cái viền cạnh này, nó tạo nên những cái hiệu ứng bắt sáng khác nhau, và khi mà chúng ta đeo lên tay thì rất là xịn sò, rất là đẹp. Rồi, GM2001 nói chung là một cái phiên bản rất là dễ đeo nhờ cái độ mỏng cũng như là đặc biệt là cái phần bộ dây vải này thì nó sẽ ôm vào cổ tay của chúng ta rất là chắc chắn. Đấy. Các bạn thích cái cảm giác ôm tay á thì các bạn sẽ không thể bỏ qua được cái phiên bản dây vải này. Dây vải này với đặc tính là nó mềm hơn dây nhựa rồi, chắc chắn rồi phải không ạ? Thì khi mà chúng ta đeo lên các bạn sẽ thấy là nó cực kỳ gọn gàng. Đó, và nó cực kỳ là ôm tay. Các bạn nào mà thích cái cảm giác ôm tay thì chúng ta có thể trang bị ngay cho mình cái phiên bản GM2001 C5A này nha. Và ở trên mặt dial của GM2001 C5A thì chúng ta vẫn sẽ có được cái logo G-Shock cũng như là cái kim chỉ thứ này. Nó sẽ được sơn một màu nâu cáp, nó mesh với cả cái bộ dây này. Và thêm nữa thì cái water resist 23 này, chống nước ở mức 23 tương đương 200m này. Và ở đây chúng ta cái phần giờ kim và giờ số thì chúng ta cũng sẽ có được cái phần dạ quang, nó khá là tương đồng với cả bộ dây cũng như là các cái chi tiết điểm ở trên mặt. Rồi, và với kim dạ quang thì các bạn cũng sẽ rất là dễ dàng chúng ta xem giờ ở trong bóng tối. Thì Belo có cái đèn UV ở đây, các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta tiếp xúc đó, chúng ta ở trong môi trường ánh sáng tối thì các bạn sẽ thấy là kim dạ quang nó sẽ phát sáng lên rất là tuyệt vời để giúp cho chúng ta xem giờ một cách dễ dàng hơn. Đó, các bạn nào mà chúng ta
đi lên ba này, đi chơi này, chúng ta đi chơi đêm này, thì các bạn cũng sẽ thấy là G-Shock của chúng ta sẽ có những cái phần dạ quang khá là ổn. Và GM21C5A này thì chúng ta vẫn sẽ có được cái tem vàng chống giả phía sau nắp lưng này, giúp cho các bạn yên tâm. Đây là sản phẩm chính hãng và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam. Mặt nắp lưng thì chúng ta vẫn sẽ có những cái thông tin như là Case in Thailand này, Water Resist 23, lắp ráp tại Thái Lan, chống nước ở mức 23 tương đương với 200m, module máy là 5611, dòng sản phẩm là GM21C, Stainless Steel Back, mặt nắp lưng bằng thép không gỉ, Japan Movement, bộ máy đến từ Nhật Bản, Shock Absorbing Structure, tức là cái cấu trúc hấp thụ lực va đập tạo nên cái khả năng chống sốc, chống va đập của G-Shock. Những cái thông tin, những cái tính năng khác thì nó cũng rất là quen thuộc rồi. Đây là một cái phiên bản phối màu khác cho dòng GM21 cũng như là GA21 thôi. Đó là chúng ta có rất là nhiều những cái thông tin từ những cái video trước mà Velo đã thực hiện rồi. Và các bạn chúng ta tinh chỉnh giờ thì chúng ta có thể tham khảo những cái video clip mà Velo đã hướng dẫn các bạn chỉnh nha, rất là chi tiết. Rồi, chúng ta có thể điểm qua lại như là shock resistance này, chống sốc này, 200 meter water resistance này, double led light này, đèn led kép này, sáng cả giờ kim và giờ số. Các bạn có thể bấm nút light ở phía trên bên phải này, world time, bấm giờ thế giới, bấm giờ thể thao, stopwatch, có 5 báo thức hàng ngày, countdown timer, bấm giờ đếm ngược, những cái tính năng đã rất là quen thuộc rồi. Và GM21C5A thì chúng ta sẽ có được cái mức giá niêm yết là 7.428.000 đồng, và chúng ta cũng sẽ có được cái mức giá sale rất là tốt tại Velo. Và khi mà các bạn mua thì chúng ta sẽ nhận được đầy đủ cái chế độ bảo hành 5 năm cho thân máy và pin trên toàn quốc, và Velo cũng sẽ tặng kèm cho các bạn những cái thẻ thay pin miễn phí trọn đời, để giúp cho các bạn chúng ta không bao giờ phải lo lắng về đồng hồ khi mà chúng ta đã mua và chúng ta sử dụng tại Velo. Và GM21C5A cũng sẽ có cái tuổi thọ pin xấp xỉ là 3 năm. Đó. Và các bạn sẽ dùng thực tế thì khi mà các bạn ít bật đèn thì chúng ta sẽ sử dụng lên khoảng tầm 4 đến 5 năm thì chúng ta mới cần phải thay pin. Đó. Đây là một cái thời gian mà có thể nói là rất là thoải mái, và các bạn yên tâm là khi mà chúng ta sử dụng mà chúng ta có bất kỳ cái vấn đề gì thì chúng ta hoàn toàn có thể liên hệ trực tiếp đến Belo qua fanpage Shop VN để được chúng tôi hỗ trợ. Rồi, và rất là cảm ơn sự theo dõi các bạn trong video clip ngày hôm nay. Một video clip mở hộp nhanh GM21C5A phiên bản G-Shock dây vải phong cách quân đội cho dòng GM21 ra. Rất là dễ sử dụng, rất là dễ đeo. Và các bạn yêu thích cái dây vải cho nó đổi gió một chút thì các bạn có thể mua phiên bản này. Và các bạn cũng sẽ có thể trang bị thêm những cái phần dây nhựa nha. Chúng ta có thể trang bị thêm những cái phần dây nhựa để khi mà chúng ta muốn thay đổi lại thì chúng ta cũng có thể rất là dễ dàng. Chúng ta thay đổi với cái bộ dây nhựa chúng ta có thể mua thêm được. Ok, các bạn mua dây thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp đến fanpage nha, để chúng tôi có thể kiểm tra cũng như là báo giá cho các bạn một cách chính xác những cái bộ dây tương ứng với từng phiên bản cũng như là cái thời gian mà chúng ta sẽ được đáp ứng. Rồi, các bạn mua hàng thì chúng ta sẽ nhận được đầy đủ cái trọn bộ như này nha, để giúp cho các bạn luôn luôn yên tâm. Đó, sản phẩm của chúng ta khi mà đến tay các bạn thì nó sẽ nguyên vẹn là và cả đi kèm với cả đầy đủ hộp cũng như là tem kích hoạt bảo hành điện tử. Và các bạn mua hàng các bạn nhớ nha, chúng ta sẽ bắt buộc phải kích hoạt bảo hành thì chúng ta mới nhận được bảo hành nha. Nếu các bạn quên là chúng ta sẽ đồng nghĩa với cái việc mà chúng ta sẽ từ chối quyền được bảo hành đó. Thì các bạn lưu ý nha. Và khi mà Belo chuyển cho các bạn thì Belo cũng sẽ có những cái tờ lưu ý kích hoạt bảo hành để nhắc các bạn, giúp cho các bạn không bị sót, không bị quên khi mà chúng ta mua hàng. Rồi, rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn trong video clip ngày hôm nay. Video clip mở hộp nhanh GM21C5A. Và rất cảm ơn sự theo dõi của các bạn, và rất mong sẽ sớm gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo trực tiếp tại Belo. Belo xin phép được kết thúc video clip ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.